Anh ơi, thách anh tìm được điện thoại chạy Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất thế giới. Ô, sao chật thế nhỉ? Không phải. Đấy, mặc dù đây không phải video TikTok nhưng mà mình hoàn toàn có thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào các bạn đưa ra cho chúng mình. Nubia Z50 Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất thế giới, nó có cái gì nhỉ? Thì đây, hãy để mình chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thật ra là có thì cũng nhiều, nhưng mà mất ấy, để đánh đổi cho nó thì cũng nhiều đấy. Hãy để mình nói từng ý một nha. Ba điểm mình thích trước nhá. Đầu tiên phải nói về mức giá đã. Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất thế giới cơ mà. Nhưng mà tất nhiên đấy là giá thị trường Trung Quốc thôi. Còn khi về Việt Nam thì nó vẫn rẻ nhất thế giới hiện tại thật các bạn ạ. Mức giá này thì mình tham khảo tại Mobile City, chính là những người anh em mà đã cho chúng mình mượn cái mẫu máy này để làm review ở trong video ngày hôm nay. Mức giá mình thấy hiện tại dao động từ khoảng 10 cho tới 12 triệu đồng tùy những cái mẫu máy, tùy chọn bộ nhớ trong hay là RAM mà các bạn chọn. Phiên bản trên tay mình đây đang có là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, là một cái phiên bản nó cũng ở giữa rồi đấy, không phải là phiên bản thấp nhất nữa. Thứ hai, đó chính là về mặt thiết kế. Ui, khoảng 10 cho tới 12 triệu cứ cho là máy giá xách tay đi. Về Việt Nam cứ cho chênh lên khoảng là 11 cho tới 13 triệu đi. Thì đây vẫn là một cái trải nghiệm máy cực kỳ cao cấp ở trong phân khúc giá mà hiện tại ở Việt Nam có lẽ các bạn chỉ mua được máy tầm trung nếu mà nói về máy chính hãng. Còn tất nhiên là xách tay thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế về giá rồi. Chúng ta sẽ có gì ạ? Mặt lưng giả da các bạn ạ. Cái này hãng có gọi là eco-friendly leather, tức là da nhưng mà đã thân thiện với môi trường. Chính xác thì nó là giả da chứ nó không phải là da động vật, thì các bạn cũng không lo về những cái vấn đề ảnh hưởng tới môi trường của nó. Cái màu xanh min ở trên đây nó thật sự xanh cốm, mình không biết đây gọi là xanh cốm hay xanh min hay xanh bạc hà nữa, nhưng mà nó nhạt, nó nhẹ nhàng và nó rất là tinh tế. Phần viền thì là nhựa thôi và được sơn phủ lớp nhám như thế này, cũng như là cụm camera bóng bóng. Xong rồi là có hai cái cam lồi lên, mặc dù là trông nó cũng hơi to rồi đấy, nhưng mà so với cả những cái cụm camera gần đây mình vừa mới được tiếp xúc thì đây vẫn là một cụm camera mình đánh giá là nó tinh tế vừa phải chứ nó không bị quá đà. Và trọng lượng mẫu máy này thì cũng tương đối nhẹ, khoảng 200g thôi. Khi cầm nắm trên tay thì chỉ có một số những cái điểm cấn cấn nhỏ ở bốn góc này, bởi vì máy thì làm form hơi vuông một tí, nó không bị kiểu vuông theo kiểu hộp như là cái người đàn anh Red Magic 8 mà mình chuẩn bị review, nhưng nó cũng có những cái độ cấn nhẹ. Và đi kèm với đó là những cái độ chắc tay khi các bạn cầm nắm như thế này. Mặt trước thì màn hình hai viền trên dưới khá mỏng, không phải là kiểu siêu mỏng cánh, nhưng mà được cái là có hai màn cong, cong nhẹ nhàng thôi, nó cũng không ảnh hưởng tới trải nghiệm thị giác của mình đâu. Những cái dạng nội dung mà có nền màu sáng trắng như thế này này thì hai phần viền sẽ hơi tối đi một chút, thì thôi cũng chấp nhận được, dù sao thì cũng có một cái trải nghiệm rất là cao cấp với hai phần viền ở màn hình cũng như là phần mặt lưng sẽ ôm sát vào nhau như thế này. Nút nguồn tăng giảm âm lượng này, khe loa, lỗ mic ở phía trên hay là cổng sạc các thứ ở dưới đều làm rất là chỉn chu, gia công cao cấp đấy các bạn ạ. Cái thứ ba mình thích ở trên mẫu máy này đó chính là màn hình 144Hz, 1 tỷ màu. Ở trên giao diện này của Nubia thì vuốt chạm nó rất là mượt mà. Và lại một lần nữa phải nhắc lại, trong tầm giá thì hiện tại mình thấy đây vẫn là một cái thông số màn hình khá ấn tượng, bởi vì nó hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với cả những cái chiếc gọi là flagship cao cấp hơn một chút như là Xiaomi 13 Pro, hay là ở Việt Nam mà với cái thông số này thì các bạn sẽ phải chờ đến mẫu máy nào nhỉ? Chắc là sắp tới ra mấy con Oppo Reno dòng mới ấy, thì may ra ở cái tầm giá này các bạn mới tiếp xúc được với những cái màn hình có độ phân giải cao, có tần số quét cao mà nó lại có cái tấm nền rực rỡ và màu sắc khá là hợp lý ở tầm giá như thế này. Nó không phải là cái gì đấy tuyệt vời nhất đâu nhé, nó vẫn có một số những điểm, ví dụ như là khi các bạn nhìn màu trắng ấy thì nó sẽ hơi lốm đốm nhẹ, giống như kiểu là hôm trước mình xem với con Vivo X90 Pro khi mà so sánh với cả Xiaomi 13 Pro ấy, nhưng mà đây vẫn là một cái tấm nền rất là cao cấp. Ok, thế thì đi dần dần tới những cái yếu tố mà ban đầu mình tưởng là hay nhưng mà hóa ra nó không hay lắm. Đó chính là cấu hình các bạn ạ. Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất thế giới thì hóa ra nó cũng có cái giá của nó. Giá rẻ thì kiểu gì cũng phải có cái sự đánh đổi ở đây, và đó chính là cái con chip này. Đầu tiên, nhìn qua một số bài benchmark cơ bản đi. AnTuTu benchmark 1 triệu điểm. Đây không phải là một cái con số thường thấy ở trên Snapdragon 8 Gen 2. Nó sẽ phải là khoảng 1 triệu 2 cho tới 1 triệu 3. Như mình đã test trên Xiaomi 13 Pro, như mình đã test trên Vivo X90 Pro Plus cơ. Và con số 1 triệu này thì nó khiến mình cảm giác là ủa, nhìn từ số điểm thì có vẻ như là nó cũng cỡ 8 cộng Gen 1 nhỉ. Geekbench này, 1.300 điểm đơn nhân và hơn 4.600 điểm đa nhân. Ok, thì nó không quá thấp nhưng mà cũng không phải là một cái gì đấy quá cao. Và đi vào test một số những cái tựa game đi. Đây, mình bắt đầu vào trên Studio Pack nha. Mắc độ sáng này, mình tắt tự động điều chỉnh độ sáng rồi, tắt hết những cái kết nối khác, chỉ kết nối wifi thôi. Và ngoài ra thì mình sẽ setting lại một chút. Đấy là mình sẽ để cái mức cao 60fps.
Rất tiếc là hiện tại thì mình chưa có khả năng để sử dụng những cái ứng dụng đo FPS hay là đo hiệu năng, nhiệt độ rồi cả mức tiêu thụ điện chuyên nghiệp với bộ máy này. Thì có thể là do nó đang còn mới hay là mình có vấn đề gì đó với đường mạng ở đây, nhưng mà mình chưa có dùng được. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái ứng dụng mặc định của Nubia để hiện được FPS ngay trên này. Các bạn có thể nhìn nó hơi mờ một chút nhưng mà chúng ta vẫn có thể theo dõi được thôi. Ok, màn hình thì không phải là quá đẹp đâu, nó hơi đục và nó hơi mờ một chút. Loa thì có loa stereo nhưng mà hơi lệch một kênh. Này, mình bịt loa này lại, mình bịt loa phía dưới lại, mình bấm ấy, thì cái loa trên rất là bé. Thả ra nó nghe thấy tiếng. Âm thanh thì hơi chói một chút. Đánh la hoàn nãy giờ được khoảng 2 phút thì vẫn đang thoải mái, ok. FPS vẫn 60 bình thường. Ui, vừa dùng skill phát giật xuống 47 FPS luôn này. Giật hơi nhanh. Sau khoảng 5 phút thì mặt lưng bắt đầu ấm lên đều đều rồi. Thật ra là ngay từ khoảng 2 phút mình thấy mặt lưng ấm lên nhẹ, nhưng mà do mặt lưng da ấy, cho nên là cái cảm giác nó không bị quá là nóng, quá là gắt, mà nó ấm lên rất là đều và âm ỉ các bạn. Bắt đầu sang phút thứ 9 rồi mà mình thấy FPS vẫn chưa có vẻ gì là thấp cả các bạn ạ. Có vẻ như là mặc dù điểm AnTuTu nó hơi thấp ấy, nhưng mà đó chỉ là trên mặt lý thuyết thôi. Còn thực tế thì với những cái tựa game kể cả như Genshin này mình đánh La Hoàn thì nó chưa phải là một cái gì đấy quá nặng nề. Cho nó xem lag đến đâu. Đã, vẫn 59 FPS, không lag luôn. Ảo thật. Yếu tố thứ hai mà mình thấy thông số cấu hình khá là khủng, nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì nó cũng vừa vừa phải thôi. Không phải là mình chê nha, nhưng mà cái cụm camera ở trên này thì mình cá nhân mình không thích cho lắm. Cảm biến chính của nó sẽ là Sony IMX787. Đây là một cái cảm biến khá là cao cấp vào năm ngoái khi mà được trang bị ở trên Z40 series có từ trước của Nubia rồi, thì năm nay được dùng lại ở trên bộ máy này. Cái cảm biến chính của nó thì cũng được đặt dưới một cái lớp lens mà hãng ghi ở đây rất là kinh khủng, 35mm, xong rồi cinematic hay là photography, kiểu nhiếp ảnh điện ảnh cao cấp gì đấy. Nhưng mà trong những cái trải nghiệm thực tế của mình thì như các bạn thấy, nó vẫn bị can thiệp khá là sâu bởi phần mềm. Những bức ảnh chụp dù là đủ sáng rồi thì ra mặt, dù là đủ sáng và dù là tắt hết tất cả những tính năng làm đẹp rồi nhá, thì gương mặt lên vẫn có một cái cảm giác khá là nịnh mắt. Nhưng mà nịnh mắt theo cái kiểu mà mình nghĩ là anh em nào thích chụp ảnh chân thực để chỉnh sửa sau ấy, thì có thể anh em sẽ không thích lắm. Bởi vì những cái phần da mặt bị cà bớt đi khá là nhiều những cái khiếm khuyết ở trên da, kiểu mụn, râu, lông, ria, lỗ, rỗ các thứ ấy, là gần như sẽ bị cà đi nhẹ nhẹ tương đối. Nó hơi giống kiểu xử lý của hầu hết smartphone Trung Quốc. Cảm biến góc siêu rộng của nó sẽ là của Samsung. Và phía trước thì chúng ta có một cái cảm biến của OmniVision. Mặc dù là ba cảm biến của ba nhà sản xuất khác nhau, nhưng mà mình thấy một cái điểm tích cực ở đây, đấy là màu sắc được cân chỉnh tương đối tốt. Khi mà mình chuyển ra các camera này hay là xem những bức ảnh chụp từ nhiều góc khác nhau như vậy thì nó vẫn có một tông màu tương đồng, chứ nó không bị quá là lệch pha. Tuy nhiên khi mà đi vào quay video á, thì mặc dù camera sau đã hỗ trợ quay lên tới là 8K rồi, nhưng mà camera trước thì cũng chỉ quay được Full HD thôi. Và các bạn có thể xem qua một vài video mình để ở đây để các bạn tự nhận xét nhé. Rồi, thế thì đó là ba thứ mình thích. Hai thứ mình thấy ban đầu là tưởng thích nhưng mà sau đó thì thấy cũng bình thường thôi. Còn những cái thứ mà mình thấy không thích nhất, thậm chí là mình ghét ở trên đây, có thể nó là thứ tất yếu của một chiếc điện thoại có tầm giá như thế này, nhưng các bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mua. Sạc nhanh đây, được tặng kèm trong hộp, công suất lên tới 80W và cái đầu ra của nó là Type-C cơ. Thì mình nghĩ là các bạn có thể dùng cái bộ sạc này cho nhiều thiết bị khác nhau nữa. Cổng sạc của nó là C2C, nhưng mà nó không có sạc không dây, không có sạc ngược và nó cũng không có kháng nước luôn. Thì tất yếu thôi, đây vẫn chưa phải là một chiếc flagship cao cấp nhất mà nó vẫn là cái sản phẩm kiểu hơi flagship killer. Nhưng kill ở đâu thì mình vẫn chưa thấy thật sự mạnh mẽ ở đây. Thì các bạn nghĩ sao về cái mẫu smartphone này? Thật ra nhá, Snapdragon 8 Gen 2 mang tiếng là một con chip mới, giá rẻ, nhưng mà trong những cái bài test về benchmark thì nó lại không quá vượt trội so với cả Snapdragon 8 cộng Gen 1. Nhưng đến khi trải nghiệm thực tế game ấy, thì mình đã thấy nó lại ok, nó cũng không có vấn đề gì cả. Được cái là con chip này nhiệt độ của nó khá là ổn. Một phần là do mặt lưng giả ra, nó không bị tỏa nhiệt nhiều.
Một phần nữa là bản chất con chip này cũng đã có những cái sự cải thiện mà giúp các bạn trải nghiệm game là tốt hơn nhiều, mặc dù là điểm benchmark của nó không phải là quá cao so với những con chip đời trước. Thế thì bây giờ hãy nhìn lại đi, 10 tới 12 triệu cho một mẫu smartphone xách tay, một con chip mới nhưng mà lại bị bóp, thực tế thì nó lại ok này. Loa không quá hay, màn hình thông số khủng đấy, 144Hz nhưng mà màu hơi đục, hơi ngả vàng. Mọi thứ về mặt thiết kế cũng cao cấp, cũng sang. Khó nghĩ nhỉ, anh em nghĩ sao về mẫu máy này? Mình vẫn thấy rằng nếu mà bỏ đi cái danh của nó là Snapdragon 8 Gen 2 rẻ nhất ra ấy, thì thật ra mẫu máy này không phải là quá nổi bật kể cả khi so với những chiếc smartphone xách tay khác, chứ đừng nói tới những cái máy chính hãng như kiểu là Xiaomi 12T hay là hơn nữa. Cơ bản thì con này nó là một cái sự loằng ngoằng rất là khó hiểu ở cái con chip ấy các bạn.